Hello mấy bạn, thì hiện tại con đang có mặt tại lăng ông Hoàng Hầu. Đây là một vị danh tướng có công khai phá nên vùng đất Châu Đốc này. Thì ông đã cho đào cái kênh Vĩnh Tế, nó có một giá trị về kinh tế cũng như đối ngoại của cái vùng Châu Đốc tỉnh An Giang này. Thì nếu mấy bạn đến miếu Bà Chúa Xứ thì chắc chắn mấy bạn phải ghé thăm nơi đây. Nếu mà không ghé thăm nơi đây là một cái thiếu sót của mấy bạn nhé. Thì hãy đi từ miếu Bà ra cổng chính, đi từ khoảng chừng mình nghĩ chừng 50m thôi đã tới đây rồi. Thì đây là cũng là một cái địa điểm tham quan khá là thú vị cho những ai mà đến cái thành phố Châu Đốc này để đi du lịch ha. Thì bây giờ mình sẽ vào bên trong xem có cái gì và giới thiệu cho bạn xem về cái lăng ông Thợ Cọc Hầu có gì đặc biệt mà mấy bạn phải đến đây giống như là lý thuyết của mình. Ok. Thì đầu tiên mấy bạn đến với lăng ông Thợ Ngọc Hầu thì mấy bạn sẽ đến với ba ngôi mộ, trong đó là mộ của ông Thợ Ngọc Hầu là 1761, 1829, đây là trước mặt của mình nè. Tiếp theo là ngôi mộ của bà vợ cả là Châu Thị Tế, 1766, 1826, đây là ngôi mộ của bà vợ cả là mộ bà Chánh á. Thì do cái kênh Vĩnh Tế đặt theo cái tên của bà, tức là kênh Vĩnh Tế, bà cũng là Châu Thị Tế đấy, cho nên là khá là thú vị. Còn bên đây là mộ của bà Thứ, đây mình qua đây cho mấy bạn xem nha. Mình không nhớ tên cho nên mình phải tới đây đọc. Đây bà Trương Thị Miệt, 1781, 1821. Cái lò nó phát lớn quá cho nên mình nói hơi lớn một tí xíu cho mấy bạn thông cảm nha, đừng có nói mình gồng mình lên mình nói nha. Còn đây là cái nơi thờ tự, đây là một quần thể lăng, trong đó có ngôi mộ của ông Thợ Ngọc Hầu và nơi thờ tự của ông Thợ Ngọc Hầu luôn. Như mình có nói hồi nãy đó, Thợ Ngọc Hầu ông là một danh tướng, là một vị quan thanh liêm cũng như được tôn sùng của cái thành phố Châu Đốc này, cũng như là người khai phá nên vùng đất Châu Đốc, bảo vệ vùng đất Châu Đốc và cho đào một cái kênh Vĩnh Tế, là một cái kênh khá là thú vị, tạo nên cái tiền đề cho nền kinh tế của cái khu vực này luôn. Ồ. Rồi bây giờ mình vô trong đây ha. Mình đã vô đây một lần từ thời cấp 3 rồi, đi chung với mấy bạn cấp 3 của mình. Thì đây là cái lần thứ hai mình ghé vào trong đây. Thì mình đang đứng trong cái gọi là chính điện. Thì đầu tiên mấy bạn sẽ bắt gặp là ông Thợ Ngọc Hầu. Thì mình nghĩ là làm bằng tượng hoặc là đúc đồng, thì cái này chất liệu mình không biết nha, mình sờ thử. À, bằng đá mấy bạn ơi, bằng đá nha, bằng đá, đúc đá. Còn đây là cái bàn thờ hội đồng, tức là thờ cái ông luôn. Còn phía qua phía đây nha, thì bên đây đó là bên tả ban, rồi bên đây là bên tiền hiền, còn đây là bên một cái không lẽ đây là cái võng ngày xưa ông nằm ta, sao nó nhỏ vậy. Đây cái võng ngày xưa nè, mình nghĩ là một cái nôi cho em bé ngủ chứ giờ người lớn sao nằm được cái này, đúng không? Nói chung là không có cho sờ vào hiện vật mà mình đã không lịch sự mình đã vào và mình còn đánh đu nữa. Đây nè. Thì bây giờ mình thấy hiện giờ ta gào phía sau, không cho ra phía sau. Phía trước cái phía chánh điện á, thì mình sẽ nói sơ lược thôi. Tất cả những cột cũng như là được thiếp vàng rất là đẹp luôn. Phía trên là chơi bằng ngói nè, đó là bằng ngói nè, tất cả đều là bằng gỗ hết đi mấy bạn, bằng gỗ hết. Còn thêm nữa là trong cái khuôn viên của ông không có quá rộng nhưng đủ để cho người ta đến đây để thắp hương, để tưởng nhớ đến một vị danh tướng, một vị quan thanh liêm cũng như có công để khai phá cái mảnh đất này. Cái này xưa người ta có một cái gì ta gõ vô hay gì nè, gõ nghe bon bon. Rồi ok. Tiếp theo thì mình ra phía bên tay phải của cái ngôi thờ tự này. Tại vì từ thời khi ông mất á, thì người ta đã cho xây dựng lên tới ngày hôm nay. Đó là một trong những địa điểm du lịch khi mà đến cái vùng núi Sam Châu Đốc. Tại vì đây là một cái nơi thờ tự đặt ngay chân cái núi Sam, cũng như là dưới chân núi Sam gần miếu Bà Chúa Xứ, cho nên cũng là một cái nơi mấy bạn có thể dễ dàng đến để tham quan về cái lăng Thợ Ngọc Hầu cũng như biết về tiểu sử Thợ Ngọc Hầu. Đây, từ phía trên mấy bạn nhìn xuống nè, thấy được khu mộ, khu lăng mộ của ông
Bữa nay thời tiết cũng khá là đẹp nha. Ánh nắng thế này là quay là phi vu luôn. Bây giờ đây có một làn khói nữa nè. Oh, đẹp quá. Giờ mình qua phía bên tay phải. Phía bên tay phải của Lăng Ông Phật Hầu là Bồng Lai Tự, là một ngôi chùa nhỏ thôi. Cái lo phát lớn quá nói chuyện được trơn. Đây khá là nhỏ nha, một cái nơi thờ tự khá là nhỏ bên đạo Phật A Di Đà. Rồi đây là mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát nè, một cái hốc đá nhỏ để người ta có thể đến đây để cầu nguyện được. Mình thấy khá là hay, nhỏ thôi nhưng mà đủ ấm cúng. Đây à, phía sau cũng nhỏ luôn. Đây là cái chánh điện nha. Rồi nếu mà ai có cái việc đến đây mà muốn đóng góp chút công đức, có thể là đến chùa để đưa cho mấy sư, có thể là làm cho ngôi chùa được khang trang hơn, được đầu tư kỹ lưỡng hơn ha. Rồi thì hồi nãy bên cái lăng ông Hội Ngọc Hầu, mấy bạn quẹo bên phải qua, tức là chúng bạn đến cái quần thể của một số ngôi chùa nhỏ nhỏ đây, khá là thú vị luôn. Nếu mà bạn đến đây, đến với lăng ông Phật Ngọc Hầu thì chắc chắn đi những ngôi chùa này để cúng viếng ha. Thì hiện giờ thì ngôi chùa đầu tiên mình thấy là chùa Bồng Lai, tiếp theo đây là chùa Phước Thành, thì cũng là một ngôi chùa nhỏ trong cái khu vực của quần thể ngôi chùa gần gần ở đây thôi. Thì đến đây thì mấy bạn cứ đi cho thư thả đầu óc, cho thoải mái đầu óc. Rồi mình sẽ qua phía bên đây tiếp theo ngôi chùa. Tiếp theo ngôi chùa thứ hai là chùa Thuần Tâm. Đây, cái chùa này thì cũng đang xây dựng, nếu mà có khoảng chừng mình nghĩ chừng 2-3 tháng nữa cũng xong rồi. Nếu mà làm tốc độ á thì đến đây cũng ghé được ngôi chùa Thuần Tâm. Còn cái hướng này hướng thẳng lên núi nè, đi bộ lên núi ha. Đây bên kia là cái hướng cáp treo. Rồi đây cũng để là cái con đường lên núi, nhưng mà cái con đường lên núi này thì khá là khó đi, người ta chỉ ra con đường phía bên kia. Rồi tiếp ngôi chùa tiếp theo là chùa Giác Ngộ. Ồ đẹp quá ha. Ở đây nó có những tảng đá làm nên cái gờ phía trên này. Ồ khá là thú vị. Chùa Giác Ngộ. Một tí nữa mình đến cái đền thờ của ông Khổng Tử nữa là kết thúc được một cái quần thể gần lăng ông Hội Ngọc Hầu. Nếu bạn đến đây thì bạn đến đây thăm một số ngôi chùa này để cúng nè, cầu bình an nè, khá là thú vị. Cũng như là đi thì đi cho hết luôn. Đây, phía bên tay phải của lăng ông Hội Ngọc Hầu đó là miếu thờ Khổng Tử. Ở đây thì mình khá bất ngờ tại sao Việt Nam mà lại thờ Khổng Tử, một miếu mà nói về cái đạo của Trung Quốc đó là Nho Giáo. Thì cũng là một cái nơi khá thú vị nếu mà bạn đến cái núi Sam Châu Đốc này. Tại vì núi Sam này ngoài đến cúng viếng miếu Bà Chúa Xứ, còn đến cúng ông Lạc Hậu Hầu thì đây là Đức Khổng Tử. Mấy bạn có thể là đến đây để xem ông ha. Đây khá là hay luôn mấy bạn ơi. Lần đầu tiên mình thấy ở Việt Nam mình thờ Khổng Tử, một đạo của Nho Giáo Trung Quốc. Rồi ok ha. Thì nãy mình có giới thiệu rồi, thì ở đây là một cái nơi cuối cùng để nằm trong cái quần thể của lăng ông Hoàng Ngọc Hầu. Rồi trong đó có những ngôi chùa, khoảng 4 ngôi chùa và miếu ông Khổng Tử của đạo Nho Giáo Trung Quốc. Ok. Mấy bạn ơi, thì Quang mới hoàn thành xong một cái tour ngắn ngắn thôi kế miếu Bà Chúa Xứ, đó chính là lăng ông Hoàng Ngọc Hầu. Kế lăng ông Hoàng Ngọc Hầu là 4 ngôi chùa nhỏ nhỏ thôi, nhưng nó cũng tạo thành một quần thể những ngôi chùa nằm sát cạnh nhau. Ồn quá đó, bác ồn quá. Rồi. Xin nhắc lại, anh Trần Thắng Tài ở thành phố Kiên Giang hiện đang ở đâu? Đó để có thăm chú bà, có mẹ là Đặng Thị Nương đi lạc đang chờ. Rồi, xong đang đi lạc, đang bị thất lạc trong cái miếu Bà Chúa Xứ. Lý do là tại vì quá đông người cho nên tạo nên cái cảm giác là đi không biết ở đâu đâu hơn, cho nên phải đi cận với nhau, không là bị dễ bị lạc lắm. Thì cuối cùng là mình dừng ở miếu Khổng Tử, tức là một cái đạo Nho của Trung Quốc và được thờ tại cái xứ sở của Việt Nam, cũng như là dưới chân núi Sam, gần miếu Bà Chúa Xứ, gần lăng ông Phật Ngọc Hầu. Xin chào và mong là mấy bạn cho mình thêm một cái nút đăng ký nhỏ nhỏ, nhấn thêm cái nút đăng ký nhỏ nhỏ nha, để mình có động lực để làm video tiếp theo hay hơn nữa, và có được cái động lực để đi thêm nhiều nơi hơn, giới thiệu cho mấy bạn thêm nhiều nơi hơn nữa. Rất mong mà mấy bạn ủng hộ kênh của Quang, vì Quang sẽ nhờ cái động lực đó mà làm những video tiếp theo nó chỉnh chu hơn, nó kỹ càng hơn, nó được đầu tư kỹ lưỡng hơn. Xin chào và hẹn lại mấy bạn ở video tiếp theo. Ok.
Cảm ơn bạn đã xem hết video này. Điều ấy cho Hoa Kim động lực để làm video tiếp theo hay hơn nữa. Nhưng để xem video đó, bạn đừng quên đăng ký và nhấn chuông để cập nhật video mới nhất. Còn nếu thấy hay thì hãy nhấn like và chia sẻ video này cho bạn bè của mình xem với nhé.